Tiếp nối chương trình trên TTV, anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Hương Khê đăng trên trang Dân Làm Báo. Đừng cho dân ăn thịt lừa nhé. Lừa là loại động vật có vú thuộc họ ngựa. Con lừa, chúng được sử dụng chủ yếu như con vật để kéo và thồ vật, chở đồ. Tại Việt Nam, người dân nuôi lừa không có nhiều và cũng ít khi giết thịt. Ngạn ngữ Việt Nam có câu treo đầu dê bán thịt chó, mà không có nghe ai nói treo đầu dê bán thịt lừa. ấy vậy mà thời gian vừa qua, thịt lừa được rao bán rất nhiều, không phải bán ngoài chợ mà trên báo chí. Báo Tuổi Trẻ ra hôm 18 tháng 9 có bài viết Vắc-xin Nanocovax được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh quốc gia thông qua. Bài báo viết rằng, sau phiên họp rất được chờ đợi chiều nay, ngày 18 tháng 9, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh quốc gia đã thông qua báo cáo đánh giá giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine Nanocovax. Thế nhưng, báo Tiền Phong ngày 19 tháng 9 lại có bài, vaccine Nanocovax chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp hiệu lực bảo vệ. Theo đó, ngày 18 tháng 9, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia đã họp đánh giá kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ứng viên vaccine Nanocovax với kết quả nghiên cứu tính đến ngày 2 tháng 9. Nghĩa là vaccine Nanocovax chưa được Hội đồng Đạo đức thông qua. Không biết có phải loại vaccine này vì có yếu tố nước ngoài nên bị chèn ép hay thực sự là nó chưa bảo đảm an toàn. Mà việc an toàn đối với một loại vaccine là rất quan trọng. Chẳng lẽ các vị trong hội đồng đạo đức lại có đầu óc nhỏ nhen chèn ép vaccine khi nhu cầu tại Việt Nam rất cao? Vì người Việt mấy ngày qua đã được ăn thịt lừa nhiều rồi, nên nay nghe nói đến thịt lừa nữa thì là ngán đến tận cổ. Báo Việt Nam Net ngày 30 tháng 8 có bài ghi báo cáo của Bộ Tài chánh rằng 8 tháng thu hơn 1 triệu tỷ tiền vào ngân sách vẫn tăng. Bài báo viết rằng thu ngân sách vẫn tăng hơn 14% trong 8 tháng đầu năm, Tuy nhiên, Bộ Tài chính lo ngại tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến số thu ngân sách trong các tháng tới. Thế nhưng báo chí lại đăng bài phát biểu của ông Bộ trưởng Tài chính trong phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng ngân sách rất khó khăn, ngân sách trung ương gần như không còn đồng nào, hàng chục ngàn chiến sĩ công an đang phòng chống dịch phía Nam, đặc biệt tại Bình Dương, Đồng Nai nhưng không còn ngân sách hỗ trợ thế rồi đúng một cái ngày 18 tháng 9, tờ VTV News có bài ngân sách nhà nước không bao giờ cạn kiệt. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phất khẳng định về sự bền vững của ngân sách nhà nước bất chấp tác động từ đại dịch Covid-19. Bộ trưởng Hồ Đức Phất trả lời VTV trước thông tin ngân sách rất khó khăn mà một số cơ quan báo chí đăng tải. Trong thông tin phản hồi ngày 17 tháng 9, Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng thông tin ngân sách rất khó khăn làm độc giả hiểu sai tình hình ngân sách nhà nước. Cũng có người gọi ông Bộ trưởng Tài chính là nhà ảo thuật tài ba vì chỉ trong vòng 17 ngày ông đã đi một vòng quanh trái đất, ý nói một vòng tròn 360 độ. Có lẽ tất cả lỗi ở đây là do thằng đánh máy hoặc là các phóng viên báo chí non nghiệp vụ hoặc vì ông Phớt nói tiếng Nghệ An nên làm người nghe hiểu lầm đến đây người dân lại nhớ đến ý kiến của ông tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội khi ông nói rằng nếu được chiến đấu sòng phẳng không lý gì báo chí thua mạng xã hội vì báo chí bị trói tay trói chân nghĩa là bị kiểm duyệt nhưng trong lĩnh vực này là lãnh đạo độc quyền của báo nhà nước. Vậy tại sao cứ cho dân ăn thịt lừa mãi thế? Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của TTV, xin hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình sau.